ベトナムのアイドルです。あ ベトナムから参りました。応援 してください。Nhóm chúng mình là Lee Shin Universe In, là nhóm idol Việt Nam theo phong cách Nhật Bản. Kỳ này tụi mình được tham dự Việt Nam Festival, tụi mình rất là vinh dự. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ nhóm chúng mình nha. それでは次の記憶聞いてください。 Stardust Monster. Và các khúc tiếp theo đó chính là Stardust Monster. Xin mời mọi người cùng thưởng thức. Thank you.
ました。ありがとうございました。22番の皆さんでした。